gia đình Việt Nam Hospital. Tôi với sứ mệnh và tôn chỉ là đưa một dịch vụ y tế tốt nhất, chất lượng cao nhất đến với người dân địa bàn. Với gần một năm hoạt động tại địa bàn Ứng Hòa, chúng tôi được đông đảo người dân đón nhận, ủng hộ và tin tưởng dịch vụ y tế tại đây. Với tôn chỉ đưa một cái dịch vụ y tế tốt nhất và hiện đại nhất đến với người dân, thì việc trang bị những trang thiết bị hiện đại là một quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cũng hiện sẵn sàng tiếp tục Tân Bình, Ứng Hòa, Mỹ Đức chưa có cái dịch vụ trung tâm từ từ. Đây là một cái chẩn đoán cận lâm sàng rất là quan trọng cho bác sĩ để chẩn đoán những bệnh lý đặc biệt như về bệnh não này, bệnh xương khớp và những bệnh lý về mạch máu não hay thần kinh. Vì vậy chúng tôi quyết định là đầu tư máy chụp cộng hưởng từ MRI tại khu vực Tân Bình, Ứng Hòa. Mặc dù chi phí là rất lớn, nhưng tập đoàn Y Dược Việt Nam vẫn quyết định đưa những trang thiết bị hiện đại nhất đến cho Favina Ứng Hòa. Ngày hôm nay chúng tôi tổ chức buổi chuyển giao này để chính thức công bố và cung cấp dịch vụ này đến bà con, đông đảo bà con. Và tôi mong rằng với sức khỏe của chính mình, sức khỏe của gia đình, hôm nay và đông đảo các cái quý vị đại biểu như các bác sĩ đã dự cái buổi tham dự của chúng tôi sẽ giới thiệu dịch vụ này đến đông đảo bà con địa phương, cũng như là giúp chúng tôi đưa những dịch vụ y tế tốt nhất này đến với đông đảo bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân phát hiện những bệnh lý một cách sớm nhất, để từ đó chúng ta có điều kiện điều trị bệnh sớm và khỏi bệnh, tránh những tai biến nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Rất mong bà con ủng hộ cũng như là đón nhận những dịch vụ y tế hiện đại của chúng tôi. Và hôm nay thay mặt cho hội đồng quản trị, thay mặt cho toàn bộ hệ thống Bệnh viện Gia đình Việt Nam, trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu như các bác sĩ cũng như là các quý khách đã tham dự và chứng kiến lễ chuyển giao của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.